Hello anh em, mình vừa mới nhận hàng về đây. Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Đây nha. Cái này là cái tấm chắn trên bàn thờ để nó bị đỡ bị hỏng tường. Đây, chính là cái chỗ này. Chính là chỗ này anh em. Đó, cái tách cao của mình thì bị do đốt hương này nên bị đen hết cả trần thạch cao rồi. Đấy, nên mình mua cái tấm chắn này. Thì cái tấm chắn này mình mua là chữ Phúc. Đây, hôm nay vẫn phải đọc buổi trang này anh em. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 nhá. Mùng 4 tháng 3 thì tuần này sinh viên bắt đầu đi học rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra xem như thế nào. Và dễ vỡ xin nhẹ tay này. Đó. Bây giờ mình sẽ mở ra và lắp vào. Thì cái này mình đặt trên Facebook này. Đấy. Thì hơn 300.000 nhá. Mình vừa tham khảo giá là có nơi bán 150 đến 200. Đấy. Thì mình nghĩ cũng tùy chất lượng để xem chất lượng như thế nào. Thì chất lượng xem sản phẩm này của cái shop này xem nó có làm nó có xịn sò hay không. Cái này thì anh em sẽ mua về tự lắp về nhà rồi cũng đeo khẩu trang. Bây giờ dịch nên đi động đeo khẩu trang nha, kể cả đi bộ. Cái này do tường của mình là tường thạch cao nên không cần phải khoan. Đấy. Cứ thế bắt vít vào thôi, họ hướng dẫn là vậy. Đấy. Mình mua là chữ Thọ nha anh em. Đây anh em, chữ Thọ nè. Đấy, có rất là nhiều chữ Phúc Lộc Thọ. Ok, có vẻ hoành tráng đấy. Rồi, bây giờ bỏ ra lắp thử. Họ là có cái tờ hướng dẫn lắp này. Để xem. Đây, vít nào. Đây, có tờ hướng dẫn lên. Và đây, xong này có tờ hướng dẫn. Đây, hướng dẫn sử dụng tấm chống ám khói này. Đấy. Xem nào. Đại lời cảm ơn. Đấy, chúng ta vệ sinh rồi chúng ta áp vào, lắp vào. Đây anh em. Đơn giản thôi, tùy từng loại trần, tường hay thạch cao. Bây giờ mình sẽ ráp vào nha anh em. Ok, đây là cái vít nở. Thì nói chung thì cái này rất cần thiết, đặc biệt ở trong các gia đình này. Do chúng ta đốt hương, thắp hương, nhang nên cái tường với cả trần thạch cao của mình bị ám ra. Nó làm xấu, nó làm hỏng, nó làm bẩn. Đây anh em thấy chưa? Đen hết cả tường luôn rồi. Thèm tem. Đấy, sau khi mình đã hoàn thành xong, anh em thấy đẹp không? Trời ơi, quá đẹp luôn. Đấy, lắp đặt khá là đơn giản, nhưng mà một mình lắp thì hơi mệt và khó. Đấy, tốt nhất là anh em có thể lắp hai người. Lắp hai người thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đây, cái đây, ở cái chỗ mà bị đen này. Đó, thì bên trong này này. Bên trong là cái mục. Cái lớp dưới cùng là cái lớp mica. Dưới cùng áp sát trần nhá, là cái lớp mica. Thì mình bóc một mặt thôi. Tại vì mình bị đen chỗ này rồi, bị đen cái trần này rồi. Nếu mà bị hai mặt ấy thì chúng ta bóc. Và nếu mà chưa bị đen cái trần ấy thì chúng ta sẽ bóc luôn cả hai mặt của cái mica này. Thì nó sẽ trong suốt, cái tấm mica này trong suốt mà. Thì anh em có thể nhìn thấy nhá, trần bình thường này rồi. Nhưng mà căn bản là trần bị đen rồi. Nếu mà muốn thì chúng ta phải vệ sinh. Đấy. Làm lại cái thạch cao cho nó trắng thì chúng ta sẽ bóc hai cái nó trong suốt nên nhìn cái nhìn nó trắng luôn. Còn bây giờ mình mới bóc một mặt nên nhìn nó vẫn còn cái lớp giấy ở đằng sau. Đó, nên mình chỉ bóc một mặt thôi. Đấy, ốp vào như này. Đó, thấy nhá. Đây. Đấy, bị đen ở chỗ này. Đấy, chúng ta sẽ đậy vào như này. Đó. Vệ sinh thì chúng ta bóc hai cái lớp mica vào. Lắp đặt thì chúng ta vít bốn cái bốn góc thôi. Và cái này là thạch cao. Thạch cao nên mình chỉ cần dùng đây, tô vít
Đấy, tôi vít để khoan. Để khoan chứ không cần dùng máy khoan. Nhưng tôi vít vặn vặn thì nó thủng rồi. Đó. Và anh em nhìn thấy chưa? Bãi chiến trường. Đấy, sau khi hoàn thành như này rất đẹp đúng không? Đấy. Tự nhiên bây giờ không có cái này thì nó rất là xấu. Nó bị đen tường, nhìn nó không thẩm mỹ. Đấy, sau khi ốp vào thì đây là cái chữ này là chữ thọ. Còn có chữ phúc, phúc ở giữa này, phúc lộc. Đấy, còn ra thọ, thọ thì không có chữ. Thọ chỉ cái hình này thôi. Đó, anh em thấy ok không? Đấy, anh em có thể chọn phúc lộc thọ. Và mình chọn cái màu cánh gián này vì nó hợp với cả bàn thờ, nó có hai màu, một màu sáng, một màu tối. Đấy, anh em có thể chọn màu phù hợp với bàn thờ của mình. Đấy, đây là loại rẻ. Còn có một loại rẻ hơn nữa. Mà rẻ hơn nữa là cho không phải bàn thờ ra tiên, không phải cho bàn thờ chính. Anh em thấy ok không? Quá ổn không? Đúng không? Đó. Quá đẹp luôn. Trời. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok. Rồi, như vậy trong video này mình đã review và lắp thử cái tấm dán, cái tấm chắn khói trên bàn thờ. Em thấy video hay thú vị thì mình xin một sub ủng hộ mình kênh, đạt 1 triệu sub nhé. Cảm ơn anh đã theo dõi video. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những video tới.